Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ năm ngày 18 tháng 1, và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt học tập chuyên đề năm 2024, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa con người Hưng Yên, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh. Cần tiếp tục thực hiện tốt hơn việc chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Huyện Quế Châu xử phạt 257 trường hợp trốn khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thị xã Mỹ Hào, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị quán triệt học tập nghiên cứu chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và thông tin thời sự. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới điểm cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy và đảng ủy các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh. Sự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thị xã Mỹ Hào có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Hội nghị đã nghe giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, giới thiệu nội dung cốt lõi chuyên đề năm 2024, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Hưng Yên, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh. Tiếp đó, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, quán triệt kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quán triệt học tập nghiên cứu, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2024, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Hưng Yên, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh. Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thông tin thời sự quốc tế và trong nước thời gian gần đây, phát biểu triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 và kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và thông tin thời sự là những nội dung hết sức quan trọng giúp các địa phương, đơn vị và cán bộ đảng viên trong tỉnh nắm vững những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2024 và tình hình thời sự quốc tế và trong nước. Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm quyết định thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã đề ra. Trên cơ sở nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam, xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình, hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị con người Việt Nam, căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định và chọn chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để phát huy giá trị văn hóa con người Hưng Yên, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh là nội dung sinh hoạt năm 2024 trong toàn Đảng bộ tỉnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05 và kết luận số 01 của Bộ Chính trị theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề tự soi tự sửa, để việc nêu gương trở thành hành động tự giác thường xuyên của cán bộ đảng viên, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Không ngừng đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, duy trì, thực hiện hiệu quả việc ghi sổ, ghi danh tập thể, cá nhân, điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, bảo đảm thực chất, hiệu quả, tạo sự lan tỏa rộng,
sâu rộng trong toàn xã hội, tích cực tham gia xây dựng và phát triển quê hương Hưng Yên giàu đẹp, đất nước phồn vinh. Bám sát kế hoạch 248 ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, khẩn trương tổ chức quán triệt, học tập, nghiên cứu, tuyên truyền và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, bảo đảm nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng mà trực tiếp là Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư cấp ủy, đồng thời là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội các cấp trong tỉnh, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cam kết rèn luyện, phấn đấu, đăng ký và xây dựng thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 và kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chia sẻ, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành những tình cảm đặc biệt cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên. Tình cảm và sự quan tâm đó đã trở thành nguồn động lực to lớn, cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân Hưng Yên trong các thời kỳ cách mạng với niềm tự hào làm quê hương thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, quê hương Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, phát huy truyền thống văn hiến cách mạng và những thành tựu kết quả của công cuộc đổi mới. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy mọi nguồn lực và sức mạnh tổng hợp của toàn dân để mạnh thu hút đầu tư, phát triển nhanh kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, tạo nền tảng để Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp giàu đẹp, văn minh, bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa. Sáng nay, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quốc phòng ở bộ, ngành trung ương và địa phương năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Sự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2023, lực lượng thường trực dân quân tự vệ, dự bị động viên tại Hưng Yên được xây dựng theo đúng quy định, công tác huấn luyện diễn tập hội thi hội thao được thực hiện có hiệu quả. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng được 3 lớp với gần 400 đồng chí, cấp huyện bồi dưỡng đối tượng 4 được gần 2.300 đồng chí và giáo dục quốc phòng an ninh cho gần 50.000 học sinh sinh viên. Phương hướng công tác quốc phòng năm 2024, Hưng Yên thực hiện tốt bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng và phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân theo quy định của pháp luật, thực hiện tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự, đào tạo sĩ quan dự bị, chú trọng xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Ban chỉ đạo 138 và 389 quốc gia về phòng chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2023, hoạt động chỉ đạo điều hành của Ban chỉ đạo 138 Chính phủ và các địa phương đã được quan tâm tập trung chỉ đạo đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm nổi lên, nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tội phạm có tổ chức núp bóng doanh nghiệp hoạt động cưỡng đoạt tài sản. Với Ban chỉ đạo 389 quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023, các bộ ngành, lực lượng chức năng, đơn vị địa phương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý trên 146.000 vụ vi phạm, tăng gần 5% so với năm 2022. Kết quả chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023, tỉnh Hưng Yên khởi tố điều tra 34 vụ với 38 bị can, tăng 2 vụ và giảm 14 bị can so với năm 2022. Xử lý vi phạm hành chính 1.300 vụ, tăng 3 vụ so với năm 2022, chủ yếu là vi phạm về gian lận thương mại, hàng cấm, hàng nhập lậu, tổng số tiền thu nộp ngân sách trên 53 tỷ đồng. Phát biểu tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu trong năm 2023, thành viên các ban chỉ đạo tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong nhân dân, đặc biệt tập trung lực lượng đấu tranh với các loại tội phạm phòng chống hàng giả, chống buôn lậu và gian lận thương mại, trước mắt tập trung đấu tranh với các loại tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đảm bảo cho nhân dân được đón Tết vui xuân, an toàn, hạnh phúc. Giống như cái chương trình hôm trước. Năm 2023, toàn ngành thanh tra tỉnh đã tiến hành hơn 290 cuộc thanh tra hành chính, gần 300 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành. Các cuộc thanh tra đã tập trung theo từng lĩnh vực chuyên đề được dư luận quan tâm. Trong năm đã tăng cường hoạt động thanh tra liên ngành do thanh tra tỉnh chủ trì và các sở ngành tham gia
nhằm đánh giá toàn diện việc chấp hành quy định của pháp luật, hạn chế việc chồng chéo đối tượng, nội dung thời gian thanh tra, tránh việc gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đối tượng thanh tra, nhất là đối với các doanh nghiệp. Việc tiếp dân thường xuyên được duy trì, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo được chú trọng cả về thời hạn và chất lượng, tăng cường phối hợp giữa các ngành trong công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực. Có nhiều vụ án tham nhũng được phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử. Qua thanh tra đã kiến nghị xử lý về kinh tế số tiền hơn 80 tỷ đồng. Năm 2024, ngành thanh tra phấn đấu hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch, tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các ngành các cấp, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra chuyên đề, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng qua công tác thanh tra và kịp thời giải quyết khiếu nại tố cáo mới phát sinh ngay từ cấp cơ sở. Năm 2023, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã triển khai khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của đơn vị cá nhân đợt 2 năm 2023 trên ứng dụng khảo sát đánh giá mở tại trang dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước. Kết quả, Kho bạc Nhà nước tỉnh Hưng Yên đứng đầu toàn quốc về sự hài lòng của cá nhân tổ chức. Trong đó, chỉ số thái độ của công chức Kho bạc trong giải quyết thủ tục hành chính Kho bạc Nhà nước Hưng Yên là một trong hai địa phương đứng đầu. Kết quả tổng hợp, Kho bạc Nhà nước Hưng Yên dẫn đầu 64 đơn vị toàn quốc với tỷ lệ 98,48% mức độ hài lòng. Có được kết quả trên là nhờ đơn vị thực hiện công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa hệ thống Kho bạc Nhà nước theo hướng minh bạch, công khai và đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Đến nay, 100% các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước đăng ký sử dụng ứng dụng dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước, tỷ lệ chứng từ chi ngân sách giao nhận, xử lý và trả kết quả qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đạt trên 99%, đồng thời đã mở tài khoản thanh toán, tài khoản chuyên thu tại 6 hệ thống ngân hàng thương mại. Với đội ngũ cán bộ cấp quản lý và tư vấn viên gần 2.000 người, năm 2023, công ty Bảo Việt Nhân Thọ Hưng Yên đã doanh thu 600 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu phí định kỳ 550 tỷ đồng, doanh thu khai thác mới 52 tỷ đồng, tuyển dụng gần 300 tư vấn viên mới. Công ty đã có nhiều sáng tạo, triển khai đồng loạt nhiều giải pháp mới để giữ vững thị trường, giữ vững niềm tin của khách hàng. Trong năm, Bảo Việt Nhân Thọ đã bảo vệ an toàn tài chính cho hơn 100.000 khách hàng, chi trả đáo hạn rủi ro cho hàng nghìn khách hàng với số tiền trên 100 tỷ đồng. Ủng hộ trao hàng trăm suất học bổng quỹ xe đạp cho ước mơ quỹ vì người nghèo với số tiền hơn 200 triệu đồng. Năm 2024, với thông điệp nâng tầm chất lượng vững vàng vị thế, công ty Bảo Việt Nhân Thọ Hưng Yên phấn đấu tổng doanh thu đạt 700 tỷ đồng, trong đó doanh thu khai thác mới 60 tỷ đồng. Công ty chú trọng tư vấn các sản phẩm ưu việt cho khách hàng, chăm sóc khách hàng tốt hơn, huấn luyện chuyên sâu cho đội ngũ tư vấn viên, tăng cường hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch số 170 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các ngành, các địa phương trong tỉnh triển khai nhiều giải pháp đồng bộ tiến tới việc chi trả không dùng tiền mặt đến 100% người được hưởng chính sách an sinh xã hội. Đây cũng chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai đề án 06. Ông Vũ Văn Khá, khu phố An Bình, là một trong hơn 400 đối tượng của phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, được các cán bộ chuyên môn đến tận nhà tuyên truyền vận động và hướng dẫn cụ thể chi tiết cách đăng ký tài khoản ngân hàng. Với chủ trương thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt, ông Khá rất phấn khởi và đồng thuận cao. Hàng tháng vừa giao biểu điện nhận, coi là đi lại vất vả, thế bây giờ coi là cán bộ nên hướng dẫn coi là lập tài khoản gia đình đỡ phải mất thời gian để nhận. Đây là một chủ trương rất là văn minh và thiết thực, tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân được coi là thuận tiện. Tỉnh Hưng Yên đã thực hiện được 100% việc chi trả không dùng tiền mặt với đối tượng được hưởng lao động thất nghiệp. Hai nhóm đối tượng còn lại bao gồm người có công hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và đối tượng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng cũng đang hoàn tất việc ra soát, làm sạch dữ liệu thông tin về hồ sơ hoàn thành trước ngày 20 tháng 1 năm 2024. Thì trên địa bàn xã có khoảng gần 500 đối tượng. Đối với người mà có điều kiện đi lại được thì chúng tôi sẽ mời ra hội trưởng của thôn để làm. Còn đối với những người mà không có khả năng đi lại được
thì chúng tôi sẽ cho cán bộ vào trực tiếp hộ gia đình để hướng dẫn, để tổ chức thực hiện. Và báo cáo chí là kế hoạch của chúng tôi là phấn đấu là trong một tuần là chúng tôi sẽ phấn đấu xong, sẽ làm thông cả thứ bảy chủ nhật và kể cả tối để đáp ứng được cái yêu cầu của chính phủ cũng như của tỉnh. Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã và đang huy động lực lượng của toàn đơn vị phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan chức năng có liên quan để mạnh công tác triển khai thực hiện quy trình chi trả chế độ an sinh xã hội không dùng tiền mặt và coi đây là một chiến dịch của ngành Lao động Thương binh và Xã hội. Chúng tôi đã chiết xuất từ cái danh sách chi trả trợ cấp hàng tháng, rà soát và làm sạch dữ liệu. Ví dụ những đối tượng mà hưởng đồng thời nhiều chế độ thì chúng tôi dồn vào một dòng, vì là nó theo căn cước, mỗi người chỉ có một số căn cước. Sau đó là những đối tượng là chúng tôi là chiết xuất theo là từng huyện, trong huyện thì theo từng xã và trong xã thì theo thứ tự từng đối tượng. Đến nay, đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh là gần 77.000 người. Số đối tượng đã thực hiện rà soát là trên 74.300 người. Tuy nhiên, số có tài khoản là trên 3.000 người. Tính đến ngày 18 tháng 1 năm 2024, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã chi trả qua tài khoản cho 184 người với số tiền trên 437 triệu đồng. Sở Lao động Thương binh Xã hội tiến hành các cái hoạt động tuyên truyền, vận động và hỗ trợ rà soát lập tài khoản, tổ chức các cái đoàn công tác để đi xuống các địa phương đôn đốc kiểm tra, hướng dẫn, nắm tình hình. Từ nay đến Tết Nguyên đán thì phấn đấu theo chỉ đạo của tỉnh là đạt đến 70% các đối tượng là được hướng dẫn rà soát và lập tài khoản, và đạt chỉ tiêu 50% số đã có tài khoản được chi trả qua tài khoản ngân hàng. Để việc triển khai chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt đạt kết quả cao, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành, rất cần sự chung sức đồng lòng của người dân trong việc thay đổi nhận thức, thực hiện chủ trương của chính phủ và địa phương. Ủy ban Nhân dân huyện Quế Châu đã ban hành 257 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2024 do không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của địa phương. Trong đó nhiều nhất là ở các xã Đại Tập 45 trường hợp, xã Thuần Hưng 31 trường hợp, xã Thành Công 26 trường hợp. Toàn huyện có 22 trên 25 xã thị trấn ra quyết định xử phạt. Hành vi vi phạm gồm không có mặt đúng thời gian và địa điểm khám sức khỏe mà không có lý do chính đáng. Căn cứ quy định pháp luật, Ủy ban Nhân dân huyện Khoái Châu quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 11 triệu đồng một trường hợp. Tổng số tiền xử phạt đã nộp về kho bạc nhà nước là trên 1,5 tỷ đồng. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2024 nhằm giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, các hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2024 trên địa bàn huyện. Sáng nay, huyện Văn Giang tổ chức khai mạc Hội Khỏe Phù Đồng lần thứ 6 năm 2024. Tham gia tranh tài tại Hội Khỏe Phù Đồng có gần 1.000 vận động viên là học sinh 24 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp của huyện. Các vận động viên tranh tài ở các môn thi đấu gồm điền kinh dành cho khối tiểu học và trung học cơ sở, bóng đá, cầu lông, bóng bàn và cờ vua. Hội Khỏe Phù Đồng huyện Văn Giang lần thứ 6 nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại, ghi nhận đánh giá chất lượng giáo dục toàn diện của các nhà trường và là dịp để huyện tuyển chọn các vận động viên xuất sắc nhất tham gia Hội Khỏe Phù Đồng tỉnh Hưng Yên diễn ra trong thời gian tới. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.